Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dung Nguyễn TV. Hiện tại thì mình cũng đang đứng ở Mã Pí Lèng Panorama và bên cạnh hẻm vực Tu Sản. Hiện tại thì gió nó hơi to cho nên là có thể là các bạn nghe thấy nó sột soạt tiếng mic nhiều các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhé. Hôm nay đã là ngày 14, thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019. Và trong chuyến hành trình ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn quay trở lại cái xóm, cái khu xóm Mã Pí Lèng B ở dưới chân đèo Mã Pí Lèng đây các bạn. Cái đây là cái con cầu đường đi vào xóm Mã Pí Lèng B mà lên trong tập video trước thì mình cũng đã giới thiệu là lên nhà em Phình đấy các bạn, nhà bạn Phình ở lưng đồi. Thì hôm nay thì mình sẽ quay trở lại lại đây. Thì thời tiết mấy ngày vào chính đông thì nó rất là lạnh. Hôm qua có trao đổi với thầy giáo chủ nhiệm của em Phình ấy, thì thầy thì có nói là thời gian gần đây do lạnh nên là em Phình cũng hay nghỉ học, và mình muốn quay trở lại nhà em Phình để tìm hiểu xem như thế nào, và cũng có một con món quà nhỏ để tặng em ngày đông giá lạnh này. Đây, bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình đi xuống nhà em Phình nhé. Các bạn ơi, đây là đường vào nhà em Phình này. Đứng đi theo con đường này và đây, con đường này. Lên đến cái cây to bên này, đây chính là nhà em Phình ở trên chỗ gốc cây to này này. Ở đây rất là bình yên các bạn. Âm thanh nha của nàng làng quê. Phía dưới là những con du thuyền đi hẻm Tu Sản, dòng sông Nho Quế rất là trong xanh. Đứng về vị trí này nhìn đẹp lắm các bạn ạ. Các bạn ạ, vị trí này hôm trước chính là cái nơi mà mình đã gặp em Phình lần đầu tiên khi đi vào thăm cái thôn này các bạn ạ. Nó nằm ngay ở bên hẻm Tu Sản đây. Hôm nay thì gió nó rất là lớn. Mấy ngày vừa rồi thì cao nguyên đá Hà Giang phải đón một cái đợt không khí lạnh khá là mạnh. Nhiệt độ ở Mèo Vạc buổi đêm có lúc đã xuống đến 0 độ. Và chính vì rét như vậy mà các bạn thấy không? Có cả sương muối nữa, cho nên là những cây cỏ của bà con trồng cho bò ăn cũng bị táp lá hết rồi. Nó xuống đến âm độ, âm 1 độ thế nên là bị đóng băng, thế là những cái lá này nó đã bị cháy lạnh hết. Các bạn ơi, mình vừa đi vào trong làng thì đã gặp em Phình chơi gà ở đây rồi, chơi đá gà này. Các bạn nhỏ vùng cao lúc nào cũng có con gà bên cạnh.
Hôm nay cháu về lúc nào? Đi học về lúc nào? Chiều nay chiều nay về rồi. Ăn cơm trưa ở trường xong về à? Ăn cơm xong chiều đi về. Thế bạn Nô hôm nay không sang chơi à? Bạn Nô ừ. Sang chơi bạn Nô, bố đi Trung Quốc về, bạn Nô không đi chơi. Thế con không thấy lạnh à? Không lạnh đâu. Ôi trời ơi, trời thế này chú mặc bao nhiêu áo thế này, chú mặc bao nhiêu áo rét này mà không lạnh à? Hả? Mẹ ở nhà không? Thế anh chị có ở nhà không? Anh á, chị ở nhà thôi. Thế bây giờ lại về nhà con nhá. Ở đây cũng có một số bạn nhỏ này đang đi tập xe đạp, hái rau. Phình lấy cái liềm đấy đúng không? Đấy, bốc ra, bốc ra. Bốc ra chia cho con, chia hết cho các em đi. Còn tí nữa chú có mang lên nhà của con có thôi. Nhá, đấy con chia hết cho các em đi. Đây, các bạn, bạn Phình 7 tuổi, lớp 7 này này. Năm nay là 12 tuổi nhỉ? Đấy con chia hết cho các em đi. Chia hết cho các em đi, tí nữa chú có của con ở trên nhà rồi. Của con với của các cháu ở trên nhà có thôi. Đi, lên nhà nào. Đây. Đường lên nhà em Phình vẫn thế đấy các bạn ạ. Đường gập ghềnh và rất là khó đi như này. Các bạn thấy không? Theo chân bạn đi trước là chú của bạn đi sau. Hai chú cháu. Chào anh. Cái đường này thì rất là cần phải có trải bê tông. Đi lại thế này khó khăn quá. Thế hôm nay ăn cơm trưa ở trường xong là đi về luôn nhỉ? Thế xe đạp để ở đâu? Hả? Hỏng rồi á? Thế không sửa à? Nó hỏng cái gì? Hả? Không đi được nữa à? Đi. Tuần vừa rồi con có nghỉ học không đấy? Thật không? Chú không thích bị nói dối đâu nhá. Tuần vừa rồi nói thật là nghỉ mấy buổi? Một buổi á? Chưa đúng. Nghỉ mấy buổi? Nói thật ngay. Hôm qua thầy chú hỏi thầy Biền rồi đấy. Nghỉ mấy buổi nói thật xem nào. Thật không? Chính xác chưa? Thầy Biền hôm qua chú gọi thầy Biền bảo cháu nghỉ 3 buổi nhá. Phải không? Thế sao dám nói một buổi? Trẻ con không được nói dối nhá. Tí nữa chú lên thế nói với mẹ là nghỉ 3 buổi chưa? Cháu phải chịu khó mà học vào nhá. Chứ
Nhà cao quá. Chú đi không quen. Thở hồng hộc rồi. Còn một đoạn nữa đây này các bạn, ngay nhà đây rồi. Mình phải trèo dốc. Toàn đường dốc đá này. Chỗ này mà có muốn làm đường bê tông cũng khó đấy nhỉ. Dốc như thế này cơ mà. Cháu của Phình tên là gì? Cái cô lúc nãy tên là gì? Tên là Nô. Nô à? Khó nhất là cái đoạn này đây này. Đi giữa cái lòng chảo đá này. Đây này các bạn. Đường giữa hai cái lòng chảo đá. Nước chảy mòn hết cả ra rồi. Con gà tre của em Phình. Lên đến nhà rồi các bạn. Dốc ngược lên. Này, rất là khó khăn. Bố em Phình thì đã mất rồi. Đâu rồi, Phình đâu rồi Nô? Đi đi vào trong nhà rồi à? Chú ở đây. Vào chưa? Vào rồi. Chó cún nhà Phình hôm trước lớn phết rồi này. Hôm trước chú lên nó còn bé bé nhỉ. Con bật điện lên đi. Có điện à. Đây à, xe của con đây à. Cái cửa này không mở nữa à? Mở. Thôi kệ nó, kệ nó, không mở được thôi. Kệ. Cái này vẫn chưa có bản lề đúng không? Thế cái xe hỏng làm sao? Đứt xích à? Ồ. Đứt cái xích rồi. Cái xích này đứt rồi. Thế cái yên đâu rồi? Cây yên đâu? Hỏng rồi. Cây yên cũng hỏng nốt. Những cái ốc vít ở đây hỏng hết rồi. À như vậy là hỏng xích này. Mất bẻ bàn đạp luôn. Hỏng cả phanh à? Ồ, cái má phanh đâu hết rồi. Hỏng cái này. Đứt hết dây rồi. Mẹ đi làm gì hả Phình? Mẹ đi... đi ở kia. Mẹ về rồi. Đi làm nương à? Mẹ đi làm nương à?
Cô đi làm gì về đây? Phỉnh phiên dịch cho chú nhá. Cô nhớ cháu không? Cô còn nhớ cháu không? Vâng. Cô đi đâu về đấy? Đi cắt cỏ. Cắt cỏ à? Ôi, sao nóng quá à? Cởi áo ra con, cởi bớt áo ra. Ôi giời ơi. Nóng quá, toát hết mồ hôi rồi, tóc dài quá rồi. Ra gần bếp em Phình rồi. Mỗi một cần hai. Tối thì ngủ ở đây à? Hai mẹ con ngủ ở đây à? Đấy, giường cũng cũ kỹ lắm rồi, có hai mẹ con ngủ ở đây. Hôm trước lên thăm em Phình, xong hôm qua vừa gọi điện cho thầy giáo. Và hôm nay Phình về, thế là cháu lại lên thăm nhà cô một tí. Đấy. Đây, các bạn nhỏ nhà anh trai của Phình. Con có mấy cái áo rét rồi? Áo? Áo để mặc áo rét đi. Lạnh như thế này mặc như thế này. Có mỗi một cái áo đỏ kia thôi à? Các bạn bé này thì còn có bố mẹ ở đây rồi. Bố mẹ vẫn còn khỏe. Bố Phình là mất năm ngoái, năm kia nhỉ cô nhỉ? Lúc đấy bà Phình lớp 6. Lớp 6 hôm nay, lớp 7 thế mới mất năm ngoái nhỉ? Hôm nay chú lên thì hôm qua điện cho thầy Biền, thầy giáo chủ nhiệm ấy, thì là thầy bảo là tuần vừa rồi là nghỉ 3 buổi học. P buổi học. Nghỉ như thế là không được đâu. Đấy, dịch cho mẹ nghe đi. Thầy giáo nhắc nhở đấy. Hôm qua thầy cũng nhắc à? Thế hôm qua thầy sáng nay thầy có bảo là hôm qua chú gọi điện không? Không à? Tối hôm qua chú gọi điện cho thầy thì thầy bảo là cháu nghỉ 3 buổi rồi. Nghỉ không được nghỉ nhiều nhá. Đi học đấy, nhất là không được nói dối. Chú không thích là lúc nãy cháu nói dối nhá. Lúc nãy cháu hỏi thì bảo là nghỉ có một buổi. Nhưng mà nghỉ 3 buổi liền. Cháu dịch cho bà nhá. Hôm nay lên thì chú có một cái áo mua cho cháu. Hôm qua gọi cho thầy Biền. Gọi cho thầy Biền thì thầy Biền bảo là Phình thiếu áo rét. Thì mua cho Phình một cái. Nhưng mà chú bảo này nhá, là nhớ là không được nói dối và phải đi học đều nhá. Mặc thử vào xem nào, có to quá không? Chú bảo mua cái áo cho em 9 tuổi. Phình thì 12 tuổi rồi nhưng mà mua cái áo cho 9 tuổi. Đó, vẫn hơi rộng. Thế được rồi, thế này là vừa rồi. Nào, đứng dịch ra đây xem nào. Đứng ra đây xem nào. Đấy. Kéo xem lên. Kéo xem lên.
thế vừa quá rồi, được rồi. Đúng rồi. Đấy. Đó, vừa rồi, thế này là được rồi. Ok rồi. Quay một vòng xem nào. Đấy, quay một vòng xem nào. Xem quay 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 một vòng xem. Đấy, thế được rồi. Thế này là vừa rồi. Có ấm không? Ấm không? Rông. Bạn Phình thì trông cái khuôn mặt rất là thông minh cho đây này. Nhưng mà phải chịu khó đi học nhớ chưa? Chú cho áo nhưng mà phải đi học nhá. Em Duy hôm nay rủ đi nhưng mà em Duy bảo là em Duy bận hẹn với bạn đi chơi thì em Duy không xuống thăm anh Phình. Thế hai cháu con anh trai thì cháu bé là mấy tuổi rồi? Một tuổi. Một tuổi à? Cái đứa kia thì mấy tuổi nữa? Hai tuổi. Một đứa hai tuổi, một đứa một tuổi. Nhà anh trai của Dình thì có 5 người con này, nè, lớn nhất này. Bé này là lớn nhất, học lớp 4 nhỉ? Đúng không? Thế còn Nô là học lớp mấy? Lớp 3. Lớp 3, thế cháu này học lớp 2 à? Lớp 5. Lớp 5 giáo 5 tuổi à? Rồi. Đây. Chú cũng có quà cho các con nhá. Các cháu đi. Đấy. Các bé này thì gọi anh gọi Phình là chú nhá. Đấy, con chia cho các bé em đi. Các cháu đi. Mặc không bị tua đồ. Chả bị bóp ta. Không có gì cô ạ. Vâng. Tớ sẽ tự mình tua bóp ta đưa phát cho người giàu nha. Tớ sẽ tự nhiên tiền đâu. Cháu quý nó thì cháu cho cháu... Vâng. Gặp Phình thì cháu rất là thích em ấy. Vâng. Tớ mà mẹ vô là bếp sửa đắn lắm. Xanh xanh lên cái quần áo bé này thì cho em bé. Quần này cho trẻ con thôi. Ôi, các bạn tưởng tượng phải không? Hai bạn ấy vợ thì năm nay 26 tuổi, chồng 27 tuổi mà có tới 5 đứa con như thế này. Không hiểu là sau này sẽ nuôi chúng nó như thế nào đây. 4 đứa con gái và 1 đứa con trai. Con ăn xong thì những cái vỏ bánh này con cho hết vào túi đi. Sau này ăn xong lại vứt hết ra nhà này. Con dọn vào chứ. Không để đấy cho vào bếp đốt. Có mang một số quần áo trẻ con lên cho các bạn. Đang cho với bạn 2 1 tuổi này. Đây bạn này 1 tuổi. Bạn 1 tuổi đây. Một số cái quần áo. Không phải quần áo mới đâu nhưng mà quần áo của con mình không mặc đến nữa thì mang lên cho các cháu nó mặc. Thế cái xe này hỏng lâu chưa? Lâu rồi. Từ cái hôm chú gặp cháu đưa cháu lên trường đấy thì là đã hỏng kìa. Có mỗi cái xe đạp để đi học từ đây lên trường cũng mất 3-4 cây. 3-4 km này. Xe thì hỏng rồi. Yên đi đằng yên, bàn đạp đi đằng bàn đạp hết rồi các bạn ạ. Cái cửa này thì cũng vẫn chưa có bản lề. Hôm trước mình xuống thấy rồi nhưng mà quên mất hôm qua. Không nhớ ra. Để mua cho cái bản lề xuống, quên mất.
À, đây cháu thấy còn có một cái giường nữa, sao không mang không không lắp vào để nằm? Vinh, đây có một cái giường nữa, sao không lắp vào để nằm? Không biết lắp. Không biết lắp à? Anh trai không biết lắp à? Đấy, đây có cái bộ giường đây mà không lắp vào nằm, lại nằm cái giường bé kia. Đây có hai cái thang nhưng mà thiếu rồi, cái giường này hỏng rồi, giường này hỏng không còn mỗi hai cái biên, hai cái bên này với cái giát với một tấm này thôi, còn một hai cái chân nữa thì cái tấm hai chân nữa đi đâu mất rồi. Thứ hai đi học thì mặc cái áo này đi cho là ấm nhá. Mang đi học đấy vừa. Cái áo này là mình thấy bạn Phình bé bé nên bảo chị ở chợ là chọn cho cái áo của bé 9 tuổi. Bây giờ Phình đã 12 tuổi mà mặc vẫn hơi rộng. Bỏ cái mác đi. Bỏ cái mác đi. Đấy đấy, ờ. Không cái mác cơ. Cái mác cái giấy kia kìa. Cái giấy là cái mác, đấy đấy. Bỏ từ từ, đừng giật như thế, lấy cái dao cắt đi. Giật xong là nó bung ra đấy. Lấy con dao cắt. Ờ. Bạn đâu à? Chịu khó Phình nhá, chú dặn nhá là nghe này à, chú bảo nhá là đi học là phải học cho nó cẩn thận nhá, không được nghỉ học, phải chịu khó học bài nhớ chưa, mấy hôm nữa là thi rồi, bao giờ cháu thi? 4 tuần nữa. Thứ tư tuần sau hay là như nào? Hả? Chính xác là hôm nào thi? Thứ nào? Còn mấy tuần nữa thì thi? 3 tuần thi. À, 3 tuần nữa thì thi rồi đúng không? Ừ. Đấy. Sắp thi rồi cho nên là phải tập trung học nhá. Không được nghỉ học nữa nhá, nhớ chưa? Chú nói này nhá là không được nghỉ học nhớ chưa? Ừ. Mai cho chú gọi điện cho thầy Biền nhá, là mà nghỉ học nữa là chú không lên chơi nữa đâu nhá. Nhớ chưa? Bảo mẹ đi. Bảo mẹ là nhớ từ tẩy cận tao cô là không được cho động viên cho Phình đi học nhá. Cận tao thì không lỏng máu nhau hồ trên cận tao thì tiếp phong tao sao mẹ bảo nào không về ngày đi học thì không được về, mẹ bảo không cho đi về. Đúng rồi nhá. Thứ bảy thì được về nhưng mà bình thường hàng ngày thì không cho về cô nhá. Đấy, dịch cho bà. Chú bảo này, Phình vào đây. Năm nay là lớp 7 rồi. 2 năm nữa là lớp 8 này, xong lớp 9 là xong phải hết con đứng dịch ra bên kia. Đấy. Phải học hết cấp 3 nhá.
Cô phải cho cháu đi học hết cấp 3 nhá. Cô học phổ thi cậu ấy. Cậu đúng không? Đấy nhá, phải học nhà đã tin rồi mà. Phải học hết cấp 3. Thì lên cấp 3 thì là vào trường chú nhá. Trường cấp 3. Vào trường cấp 3 là vào trường cấp 3 mèo vạc này này. Cậu là vào trường của chú rồi nhá. Lên trường chú thì chú làm giáo viên ở trên đấy rồi. Nhà của chú ở trường cấp 3. Ở ngoài mèo thị trấn Mèo Vạc ấy, gần chợ ấy. Cho nên là không được nghỉ học cho nó tốt nhá. Thì chú sẽ thường xuyên chú hỏi thăm thầy Biền xem là cháu học như thế nào, nhớ chưa? Thế sau này thích làm cái gì? Sau này học hết cấp 3 thì cháu thích làm cái gì? Sao lại không làm cái gì phải có thích? Thế thì chẳng nhẽ em về đi làm nương à? Suốt ngày đi trồng ngô à? Thế thì thích làm thầy giáo hay là thích làm bác sĩ chứ? Thích làm cái gì? À, thích làm bác sĩ à? Thế muốn làm bác sĩ thì phải học chứ. Bác sĩ. Tiếc quá là mình không nghe được hết bác ấy nói cái gì. Nhớ chưa? Muốn làm bác sĩ nha thì phải học hết lớp 12 mới làm được bác sĩ, nhớ chưa? Thì cứ học đi thì chú thường xuyên chú gọi điện cho thầy Biền nhá, mà tuần sau mà còn nghỉ học nữa là chú không lên chơi với cháu nữa đâu nhá, được chưa? Đấy. Mẹ biết là nghỉ 3 buổi chưa? Biết 3 buổi. Lần sau cô không chào cháu về nhà giữa tuần nữa nhá. Đấy, dịch cho mẹ đi. Học hết đến bao giờ cuối tuần mới được về, nhớ chưa? Học hết 4 tuần thì đi về nghỉ. Bao giờ nghỉ Tết á, thầy cho nghỉ thì mới được nghỉ nhá. Xong là hôm nào phải đi trường thì lại phải lên trường ngay. Tết lên xong chú lại xuống chơi. Nhá. Thầy bảo là ma thì mua váy thi xong thì đúng rồi. Không được nghỉ giữa chừng nhá. Lúc nào thầy cho nghỉ thì mới nghỉ chứ. Nhớ là phải đi học thì chú mới lên thăm cháu nhá. Mấy hôm nữa chú xuống trường xem là ở phòng ở thì có mấy bạn. Phòng của cháu ở thì có mấy bạn? 26 bạn. 20 bạn á? 26 bạn. Đồng nhờ. Lớp của em thì 32 bạn. Lớp thì 32 bạn, còn phòng ở thì 26 bạn. Thế cháu có phải ngủ cùng với bạn nào không? Hay là một mình một giường? Bạn lừ. Thế bạn Nô có đi học đều không? Học ở điểm trường này thì không phải đi lại, mỗi phình là phải lên kia thôi nhỉ? Cháu tên là gì nhỉ? Tên là Mai. Mai à? Mai. Mai hay là máy? Mai. À, máy à? Mai. Máy. 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 Mua thịt máy. Mua thịt máy. Mua Mino. Mua Mino. Mua Mino, mua Mít Phình. Ừ. Ông nào xuống chơi với các cháu sau, sang các cháu chơi sau. Hôm nay chơi, về nhà Phình chơi. Thế ở trường có sách vở có đầy đủ chưa? Chưa đủ.
xong em nghỉ thì các bà mang vợ vứt lung tung á. Đấy thế ai bảo cái tội nghỉ bỏ nghỉ học xong các bạn trả bỏ, lấy hết sách đi sau cấm nó nghỉ học nhớ chưa. Mấy hôm nữa thì chú xuống trường xem cháu ăn ở nào nhá. Ở trường cũng phải vệ sinh sạch sẽ và tuân thủ với nội quy của nhà trường nhớ chưa. Thế cái chìa khóa đeo ở cổ kia là chìa khóa hòm ở trên trường à? Cái chìa khóa ở cổ kia à? Đây. Chìa khóa mở cửa. À mở cửa nhà đây thế á? Phình thì có hai anh nhỉ? Anh đi cho quốc. Bao giờ mới về? Có một hai ba ngày thì về. Thế là sắp về rồi à? Anh của Nô à, Phình sắp về rồi à? Chị tao à? Một hai ngày nữa thì về. 18 tuổi rồi nhỉ? Anh 20 tuổi rồi. 20 tuổi rồi à? Thế nó sắp lấy vợ chưa cô? Sao? Hỏi mẹ xem sắp lấy vợ chưa? Chị Tông. Chú em bảo là chưa lấy vợ. Chưa biết à? Mấy hôm nữa anh về là sửa sang lại nhà cửa nha. Cái đường lên nhà cô khó quá. Cái đường này khó lên quá. Hôm nào mưa là xuống đi lại rất là khó đây. Trượt ngã đấy. Trẻ con đi rất là khó, nhất là cái chỗ mà cái lòng cái máng đá kia nhỉ. Cái máng đá kia khó đi lắm. Cô ạ, bây giờ cháu cũng phải xin phép là đi về đây. Cháu đi về đây. Thì hôm nào rảnh cháu lại xuống thăm. Đấy, Phình nhá. Nhớ phải đi học cho nó cẩn thận nhá. Và chú dặn này, đứng đây chú bảo là nhớ là không được nói dối nhá. Chú không thích trẻ con nói dối đâu. Nãy là chú hỏi học mọi ngồi đây. Lúc nãy là hỏi là nghỉ mấy buổi là không được nói như thế nữa nhá. Hỏi phải trả lời đúng nhá. Trẻ con là không được nói dối đâu. Nhớ chưa? Cắt tóc được rồi. Nhá. Lên trường đi cắt tóc đi nhá. Bạn Nô cũng thế, bạn Nô cũng phải cắt tóc thôi. Tóc dài lắm rồi. Mặc áo vào cho nó đỡ lạnh nhá con nhá. Không chú sẽ gọi điện cho thầy Biền liên tục để hỏi thăm xem là cháu có nghỉ học nữa không nhá. Cô ơi, thế cháu xin phép nhá. Cháu chào cô nhá. Vâng. Như vậy là mình sẽ chia tay bạn Phình ở đây để quay trở về với đèo Mã Pì Lèng của mình. Xem mẹ bảo sao? À thôi, cháu về thôi. Vâng. Về cháu còn phải đi đón trẻ con. Mẹ bảo gì? Chú mua áo cho em.
Sao mẹ bảo sao? Mẹ bảo là chú mua quần áo cho em thì mẹ bảo là xin chú. À rồi, vâng, nhá, vâng. Chia tay các bạn nhỏ. Nhá, đi học ngoan nhé con nhá. Chú đi về đây. Nhà có chuồng bò ở đây nhưng mà không nuôi được bò vì chỉ còn mỗi mẹ phình thôi. Mỗi mẹ phình thì không nuôi được bò. Phình đi đi học rồi. Hôm nào sang thăm nhà anh trai. Thăm nhà Mai, bạn Mai với bạn Nô sau nhá. Tết chú sang nhá. Thế cháu về nhá. Video trở lại thăm nhà em Phình của mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye nhé. Vâng.